Đúng rồi, một đồ mẹ mới mua đó, mẹ mua đồ Tết rồi đó. Nào mới ra coi, coi đẹp không? À, cái hiệu này chắc sẽ nè. Ủa mẹ, mua cái quần gì mà ghét em bé hết vậy? Nè mẹ nhìn đi. Cái đó đâu phải là gách đâu. Trời ơi, cái này không phải gách. Vậy là gì mẹ? Cái đó gọi là phát sành đó. Trời ơi mẹ ơi. Cái quần này không có đồ chặn. Đồ chặn là cái gì ông? Cái đồ chặn là cái này nè mẹ. Rồi cái đó là cái quấy, không cần cái đồ chặn đâu. Ê trời, phát sành gì mà kỳ ngủ đó trời. Thấy cái gì đó, thấy ổn rồi đó nghe mẹ. Có gì đâu mà ổn ổn không ơi. Cái đó gọi là phát sành. Không có phát sành gì hết á. 11 cái Tết ấm no hạnh phúc của bà con. Anh đề nghị mẹ không mặc cái phát sành này. Nope. Đi ra đường cái ngày Tết giùm con. Hả? Ai hốt gì mà?